Guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Fury đây. Hiện nay mình sẽ quay tiếp những tập tiếp theo của tựa game này cho tất cả anh em và các fan hâm mộ xem. Và ngay bây giờ đây thì cuộc hành trình của mình sẽ chính thức bắt đầu. Nào, chúng ta ok, let's go thôi nào anh em. Và hiện tại là có một ứng cử viên nặng ký sáng giá được làm dây sinh. Ồ, đến 3 người nữa nè, chắc không phải là mình rồi anh em à. Thôi, không thể nào tin nổi, 3 người mà nỡ lòng nào mà chọn đúng một mình luôn. Phải nói là vô cùng phũ phàng luôn. Rồi ha. Rồi thì mình sẽ cố gắng giết rồ nhất có thể cho tất cả anh em và các fan xem. Rồi, thì việc đầu tiên là mình sẽ đặt trap ở đây. Đó, thì mình sẽ làm ở đây một cái trap ha. Jason không đặt trap được trong nhà mới phủ anh em. Phải đặt trap được trong nhà mới ngon ha. Chứ đặt trap được ngoài vậy ngon ngon lành cành đào gì mà thôi, cứ đặt đi không sao cả. Đó, đặt trap xuống. Rồi, lỗ trét luôn, xéo xèo xèo luôn. Thôi mà không sao, xéo xéo, có gì hết. Nói chung là mình cứ từ từ mình giết anh em chứ, cứ bình tĩnh mà bắt. Thấy đi lẻ là bắt, thấy đi lẻ là bắt. Rồi, đây có cái xe, mình lại mình làm luôn cái trap đấy ha. Xe này hai chỗ à, đặt cái thôi được à. Rồi, kế đến là cái xe này từ từ đi. Mình đi phá mấy bình điện cái. Do trời tăm tối u ám một tí, mình dễ bề hành động chứ có gì hết à. Đây là có những cái nhân tài mà những cái cấp độ cao, những cái cấp độ master. Nên là cứ thủng thẳng từ từ mà chơi. Đó. Chờ mình có chiêu tay le tốc độ cao thì mình sẽ bắt đầu sử dụng chiêu đó để hạ mấy thanh niên này. Còn bây giờ thì mình cứ bình thường thôi, không có gì hết. Cái gì vậy trời, ai vậy? Cái con nào mà la làng, chưa chi gì vô bulo bula rồi. Rồi, lấy tráp trùng gì lấy sạch hết. Mình là chịu lấy lắm. Đập có cái cửa mà cũng không yên nữa thiệt. Khó dữ rồi. Gì nữa đây cha má. Trời ơi, súng đạn gì chơi hết luôn. Chơi kiếm điểm mà anh em. Ủa định vô hả? Ta ngay cửa vô gì má. Đâu à? À đây, 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 đây. Mấy con này dữ lắm á. Thấy bình thường vậy thôi, cấp trăm mấy anh em. Lấy. Lạng, 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 gõ. Con này ghê lắm. Ý, trời ơi, tự nhiên mở lên không chịu dập nó liền. Mấy con này đi, đi chung là chúng ta hết, hết cơ hội, hết đường binh. Giờ đi. Làm gì mình truy sát mình giữ rồi mình có làm gì đâu. Ghê gặp cái ghê gớm. Con này nữa nè. Mấy này là gọi là đấng nhân tài. Tao có chụp gì cũng hụt nữa. Trời đất cô. Hư cấu thiệt chứ. Dây sinh này hiện nay là nó rất là khó điều khiển hả anh em. Quỷ này mày gõ kìa. Đâu ở vậy mà cũng gõ được luôn. Mấy con này là gọi là trình cao, trình master. À ngoài kia đang sửa xe kìa. Đi đi ngoài kiếm trước cái. Ngoài đây, ngoài đây, ngoài đây. Ngoài đây tới hai con luôn. Mấy con này nó chơi đỉnh cao lắm anh em. Anh em thấy bình thường như chứ gõ. Chả vậy á. Đó, thấy chưa? Vậy mà cũng trúng nữa. Mình đã lạng qua rồi. Anh em thấy bình tĩnh không? Đi hết sức là bình thường, không có gì hết. Cái con quỷ này nó ghê thiệt chứ. Gõ nữa à. Con cao thủ này nè. Con cao thủ gia truyền. Tàu ơ đi. Đi lạng vô cây cũng dính nữa thưa chứ. Hư cấu. Ảo diệu thiệt. Đụng trình cao rồi. Anh em ơi, dây sinh bị hành rồi. Mình chưa bao giờ mà mình chơi dây sinh mà bị hành lên bờ xuống ruộng gì hết. Nói thật với anh em luôn.
Mình chưa bao giờ mà bị mà cái cảnh mà ô nhục như vậy luôn. Vậy mà cũng không đúng nữa. У меня свитер. Свитер у меня. Ghê 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 ghê. Đó gái chơi nữa mới đọc quá chứ. Đúng là em ấy có nghề ha. Chơi chắc luyện tập dữ lắm mới được cái trình độ cao vậy đó. Chứ không có giỡn đâu. Thôi mình cứ từ từ bắt không có gì hết. Từ từ cũng phải từ từ, chậm rãi, chậm mà chất. Vệ sinh mấy nay chơi bị hành quá anh em mà hành lên bờ xuống ruộng luôn. Rồi lại đây đi. Mình sẽ cố gắng bắt ngon nhất có thể ha. Mình sẽ tiêu diệt từng đứa, từng đứa, từng đứa một. Bây giờ là mình vẫn chưa bắt được ai, mình quá là tệ đi. Nè anh em coi nè, giờ nhà nó tập trung đông đủ nè. Tập trung như hội chợ. Sao mà mấy chị Jose da đen mấy nay đỉnh cao dữ ta. Ta gọi phóng game show nào vậy mà cũng không sao. Shit. Phóng cái mẹ ớt mẹ liền. Đây gọi là biệt đội săn dây sinh ha. Để cho săn đi. Từ làm cái tráp ở đây cái. Động ha. Cái bộ này là càng đông càng vui nè. Vậy mình cũng gõ được nữa mấy con này. Con này gọi là trình đỉnh cao. Hay thiệt luôn á anh em. Con này giờ là mình phải cố gắng từ từ lại mới giết được. Tao gừ. Mày. Con quỷ đến cứu nữa. Hay dữ ta. Chứ xin mấy nay bị hành hạ bị đầy đỏ quá. Trời ơi. Bốn con, năm con tập trung khu này luôn rồi. Này là không có trai tráng. Ôi. Mém chết con quỷ đó. Đi kiếm dây sinh. Vậy mà nó cũng làm được nữa chứ. Vô tới nơi nó kiếm luôn. Mấy trình con này cao thiệt luôn á. Mình phải nói tới là để tụi nó đi chung mà cầm cái củ chài, cầm cái cù lôi kiểu này là xong. Giờ bắt lẻ đi, mình bật rồi. Đi đông quá. Mày ra đây. Đông quá, mình cũng phải từ từ mình giết chứ anh em. Mày làm cái gì vậy? Mày hả mày? Ngu ngừ nè. Chạy điên. Nó bắt từ từ nhưng mới được. Đi đông quên. Tiếng ngôn của mình là chúa bắt lẻ. Đi bắt lẻ tẻ thì mình giỏi, nhưng mà điều mà đánh đông đánh hội đồng thì mình đánh không lợi. Dưới đây cũng còn kìa. Trời ơi, coi đằng kia nó đúng như hội chợ đẳng kìa. Đây nè, một con nè. Hồi nãy mà đi lẻ tẻ là chụp đầu chụp được rồi. Con quỷ đó. Con quỷ đó nó gan to bằng trời. Mày gan to bằng trời hả mày? Ngu hả? Dại hả mày? Nhây lì lộm. Một đứa nữa cũng cơm. Kế đến ai đây? À đây 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 đây. Cái biệt đội săn vệ sinh phía đằng kia kìa anh em. Ý, ngu vậy? Vậy mà chụp không trúng đó. Chụp con đó là giết được rồi. Từ từ thôi. Mấy con nhỏ sát hán này dữ lắm nha. Gõ cái nào cái đấy chắc thịt ngọt xương đó anh em. Mày gõ quá. Hên là con quỷ kiên cứu á nha. Chứ mày xong phin đó rồi.
Rồi mở nhạc bản quyền lên đây nữa chứ. Mấy dây sinh cao thủ chơi đã lắm anh em, mình chơi mình ghiền luôn á. Nhưng mà mình bây giờ là trình độ của mình là vẫn chưa học được tới cái trình độ đó. Gạo quá. Gạo quá hả mày, mày gạo quá mày gan hả? Mấy con kia cứu nó có kịp. Chạy điên một đứa nữa. Từ từ, từ từ. Sao vậy? Make them suffer. Đó, chập chơi kìa. Đây, 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 giờ tới con sinh la 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 này. Nhìn là biết là người gõ rồi phải không? Thấy là chúa gõ rồi. Con hồ sơ da đen nó lao, lao như một vị thần, lao như một vị thánh. Mình nhìn trước, mình bao quát sau luôn. Toàn là dân gõ không anh em. À, con sát hán sau lưng. Con này nghe lẻ tẻ mình quá. Ba đứa này nó cứ vậy. Là gấu chi kỳ á, giết người trong bụi lùm. Mà nó hấp hành mình chứ không phải là mình hấp hành nó. Gì vậy, gì vậy? Gì ghê vậy? Con này gõ nè. Người gõ đấy. Là gấu chi canh rồi mà ta. Mình đi lạng quên cũng gõ trúng nữa, hay thiệt luôn á. Mình đụng trúng cái phòng cao thủ rồi. Còn ba nhân tài nè. Cấp 40. Cấp 40 mà cũng rồ thiệt. Mình chơi đến mức độ này mà vẫn không được rồ như các chị ấy với các cô ấy. Làm gì mà lạng kinh thế. Điên hả? Mày điên, mày đứng mày nhảy hả mày? Nè nè nè. Nhảy nè. Đừng múa. Một đứa múa. Sao rồi? Sao vậy? Sao tản hết rồi? Bu vô nữa. Phải vậy đó anh em mới chịu tản. Đi 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 cà mò ghét. Còn con quỷ đây nữa nè. Chơi riết mấy nó kích ra phòng luôn anh em. Mình nhớ mình giết dữ lắm mà làm sao mà kỳ cục hả? Thiệt. Thiệt chơi chổi cái cũng là một cái tội luôn á. Mình không ngờ luôn rồi, mạng lỗi luôn rồi anh em. Rồi ha, thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video lại tại đây. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đến đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nhé. Cảm ơn, mình xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Fury Day. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ của mình là luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Oh yeah.